máy tiêu rồi. Anh ơi, tụi em mới chạy xe tới đằng kia thì bạn em nó rớt bóp, anh cho em xin lại đi anh. Bóp gì em, anh có thấy cái gì đâu, cái này bóp của anh ấy nó, anh rớt anh mới lại lượm mà. Nhưng cho nó có căn cứ của em mà. Bên trong có căn cứ công dân, anh mở ra anh xem căn thử đi, có căn cứ. Cái này là bóp của anh còn phải làm gì trời. Trời ơi, tự nhiên em mới vừa, bạn em nó mới vừa rớt cái đợp, cái bóp ở ngay đây, em dừng lại xe ngay cái đó luôn. Em làm rớt cái đầu là em dừng làm kia liền luôn á, em quay lại là anh lượm mất tiêu, là anh thấy gì hết á. Là sao anh? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Là sao? Mở phải mở ra cho em kiểm tra này là nọ chứ. Kiểm tra cái gì? Cái này cái bóp của người ta mà em muốn kiểm tra, lại muốn kiểm tra cái gì? Thì lỡ cái nó anh mở ra của xem em thử coi có căn cứ công dân của anh bạn em trong đó. Anh không có biết cái này là cái bóp của anh. Anh thôi, sao mà anh nghe ngược như vậy đồ? Anh cần phải cho em coi cái gì trong mình cái lớn rồi anh, mình có văn hóa đi anh, mình lụm. Cái bóp của em rớt đâu anh không biết, nhưng mà cái này là cái bóp của anh. Cái này cái bóp của anh mới rớt là anh lụm thôi. Rồi chỉ vậy thôi. Nói lẹ lẹ đi, kể nó đi. Tránh ra đi giờ. Ủa anh này, anh nói nghe, em nói rồi là cái bóp con bạn em nó mới, anh đừng có, anh tắt xe, anh xuống xe nói chuyện với em đàng hoàng đi. Vậy? Tự nhiên em tắt xe của người ta là sao? Anh xuống xe nói chuyện với em đàng hoàng đi, bạn em nó mới vừa rớt cái bóp ở đây. Anh không biết, anh không có thấy. Anh không có thấy, nhưng mà cái bóp đó là rõ ràng cái bóp của con bạn em. Đi mày. Không có đi nữa, đứng nó nói rõ ràng. Rồi mở ra thử xem có căn cước công dân của con bạn. Cái gì vậy? Ủa? Vậy tại sao nãy giờ anh không chịu mở ra xem, anh mở cái ra xem đi anh, chứng minh. Anh không cần gì phải cho em coi hết trơn. Vậy anh mở ra anh chứng minh đi, anh chứng minh là cái đó là của anh đi. Cái bóp của anh mà anh chứng minh cho em là chứng minh cái gì? Ủa anh ơi, anh xài cái bóp như của nữ vậy mà anh nói là cái bóp của anh hả? Anh đứng em, anh đứng em, anh đi xuống đây nói chuyện rõ ràng với em. Đi xuống đây, anh đi xuống không xe có nói gì phải nói chuyện với em hết trơn á. Cái bóp của em rớt đâu tự nhiên cái lại đây đậu. Em mới vừa rớt cái bóp cái đạp đằng kia, em chạy nói đằng không kia biết. Thì con bạn em nó phát hiện ra là em dừng lại, em đi xuống xe em lấy liền biết. Luôn dòng dài đứng quá xuống. Mặt đó thôi, đứng xuống là cho đứng xuống vậy em. Ủa? Có quyền gì em cản xe của người ta. Ủa chứ anh ơi, chứ kiểm tra hộ chứ. Ủa chứ anh ơi, anh lượm cái bóp của tôi rồi anh nói cái giọng đó hả? Cái bóp nào của mày? Cái bóp này của ta, cái bóp nào của mày? Mắc cười quá. Ủa nói chuyện mắc cười quá à. Cái bóp ta rất rõ ràng ở đây, nãy giờ lấy cái căn cước công dân của người ta có trong không có đây. Không có đi. Hai cái thằng này làm gì vậy? Ê, nãy giờ tao rất là lịch sự rồi nha. Tao cũng nóng với mày rồi đó. Mắc mày mắc gì? Cái mắc này cái bóp của tao mà mày vậy làm. Sao mày không dám lấy ra mày cho coi thử cái căn cước công dân của con bạn tao không? Tao không coi hết trơn á. Rõ ràng mày lụm cái bóp con bạn tao rồi mày sợ mày chạy chứ gì hả? Đánh nhau mày làm gì vậy? Mất dạy. Đi mày xuống xe nói chuyện với tao đàng hoàng. Còn xuống không đó. Bây giờ tao báo công an xuống mày là tao đi. Đang cấp. Mày báo đi. Báo công an liền đi Phương. Mày tao báo công an một cái. Mày đứng im. Mày đứng im ở đây để chờ công an xuống nói chuyện với tao. Mắc cười quá. Ủa cái bóp của mày, nếu mày không ra sợ nha. Mày nói cái bóp của mày thì mày đứng này mày chờ con quan xuống đi. Mày tránh ra nha. Mày đừng có chỉ gì nữa. Mày tránh ra nha. Có ăn có học thì đừng có chỉ vô mặt người khác như vậy nha. Đi. Đi vậy. Lẹ lên. Đi. Đi xuống. Đi xuống nói chuyện với tao đàng hoàng. Mày không, mày nói cái bóp của mày thì mày sợ bắt cái gì phải sợ nữa. Tránh ra nha. Mày làm gì vậy? Đi đi đi. Cái nó đi cái nó. Mày làm gì vậy? Làm cái gì? Xuống nói chuyện đàng hoàng với tao đó. Hai thằng chó. Mẹ nó cái bóp của người ta.